chồng sắp tinh sập, 5 điều vợ cần làm để giữ lửa hạnh phúc. Hai vợ chồng em đã cưới nhau được 10 năm. Hồi mới cưới, do cả hai vợ chồng đều còn ít kinh nghiệm nên cuộc yêu thường kết thúc rất nhanh. Một năm sau, do mọi việc ổn định dần nhưng không hiểu sao, khoảng nửa năm trở lại đây, mỗi lần làm chuyện ấy kéo dài rất lâu khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại, cả tháng bọn em mới gần gũi nhau được khoảng một lần. Em đã thử khuyên anh ấy đến gặp bác sĩ nhưng anh ấy từ chối. Anh ấy nói thất vọng và từ bỏ rồi. Bây giờ em phải làm sao? Trong khi rất nhiều người lo lắng vì tình trạng chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền, thì không ít các anh em nam giới lại gặp phải tình trạng khó khăn bởi muốn xuất tinh mà không xuất tinh được. Trước hết các bạn cần hiểu về xuất tinh chậm. Xuất tinh chậm là tình trạng mà nam giới phải mất thời gian dài lâu mới đạt được sự cực khoái, hoặc không thể đạt được sự cực khoái. Trong một vài hoặc tất cả các cách thức quan hệ tình dục một trong thời gian dài, vài tháng hoặc lâu hơn. Hầu hết đàn ông mắc chứng xuất tinh chậm thường có thể đạt và duy trì được độ cương cứng, có cảm xúc và đôi khi có thể lên đỉnh nhờ thủ dâm, nhưng thường lại không lên đỉnh được thông qua giao hợp hay quan hệ bằng đường miệng. Đôi khi tình trạng này là do vấn đề về sức khỏe và tác dụng phụ của một số loại thuốc, đặc biệt là những thuốc tâm thần kinh. Nhưng nhìn chung, xuất tinh chậm có nguyên nhân từ sự sợ hãi, từ lo lắng về tình dục, về khả năng thể hiện, về vẻ bề ngoài, cũng có thể là những lý do chính. Nếu điều này xảy ra với bạn trai hoặc chồng của bạn, hãy áp dụng một số cách sau đây. Đầu tiên, hãy chọn cách giao tiếp khác nhau. Hãy để cho người đàn ông của mình có thời gian để suy ngẫm và chấp nhận sự thật. Sau đó, hãy trò chuyện một cách nhẹ nhàng, cởi mở trên tinh thần thấu hiểu, không chê bai hay áp đặt. Tiếp theo, các bạn có thể thay đổi cách quan hệ. Cả hai bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và ít chịu áp lực hơn bằng cách tìm ra những dạng âu yếm khác ngoài chuyện giao hợp như massage cho nhau, ôm hôn, âu yếm, chia sẻ cảm xúc, vân vân. Một số người có thể dễ dàng lên đỉnh hơn nếu thử các kích thích mới lạ khác nhau. Thứ ba, đừng đặt quá kỳ vọng chồng mình bắt buộc phải lên đỉnh. Chúng ta vẫn thường mặc định rằng là bắt buộc phải đến đích trong mỗi lần ân ái, kết thúc bằng việc cực khoái ở đàn ông. Điều này làm gia tăng áp lực tâm lý cho các anh em nam giới khi gặp khó khăn lên đỉnh. Hãy giúp chồng bạn bớt áp lực thể hiện mình đi. Để làm được điều đó, các bạn cần thảo luận cởi mở khi cả hai thoải mái và ngừng ngay nếu có những bất thường hoặc khó chịu hoặc căng thẳng từ phía người đàn ông. Thứ tư, hãy nhờ đến sự giúp đỡ của các bác sĩ. Nếu chồng bạn không muốn đi gặp bác sĩ tư vấn, hãy kiên trì khuyên nhủ. Một số các trường hợp các bạn có thể giả vờ làm căng lên một chút để anh em có thể nhận ra được sự nghiêm trọng vấn đề và hợp tác khắc phục tình trạng này. Bạn có thể nghiên cứu tìm hiểu các bác sĩ uy tín trước và giới thiệu cho chồng. Nên ưu tiên yếu tố an toàn, uy tín và trò chuyện thoải mái trong những trường hợp này. Cuối cùng, hãy kiên trì. Xuất tinh chậm không dễ xử lý và có thể chồng bạn sẽ phải cần một thời gian dài từ 1 đến một vài tháng để tình trạng bệnh tiến triển tốt hơn. Bạn đừng nên nóng vội, hãy từ từ khuyên nhủ và đồng hành chia sẻ với chồng. Chặng đường nào rồi cũng sẽ có những khó khăn, thử thách, nhưng hãy nhớ rằng hạnh phúc là một hành trình vun đắp. Trong cuộc sống không có gì là ngẫu nhiên, vượt qua những khó khăn bạn sẽ có cuộc sống viên mãn hơn gấp nhiều lần. Nếu có những thắc mắc hoặc cần tư vấn về sức khỏe, về các bệnh lý nam khoa, các bạn có thể để lại bình luận phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với tôi để được giải đáp một cách chuẩn y khoa. Đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe. Bác sĩ Trần Thành xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.